Xin chào tất cả các anh em Hôm nay Idol Cầu tiếp tục lên một cái mẫu cần lua Hàng chính hãng của thương hiệu Megabara Cái cần SHX Limited Đây là cái mẫu cần được nhà phân phối à, Như công ty test mẫu rất là kỹ trước khi đưa hàng ra thị trường Và cái mẫu này nó có rất là nhiều size và nhiều cái độ cứng và Cái chiều dài dài nhất của cái mẫu này là chỉ có size 24 thôi và bên mình bán những cái sai mà có thể chơi bạo lực và có thể chơi đa năng hơn một xíu. Là sai 2,1 độ cứng M và MH. À sai 24 độ cứng MH. Và cây cần này là nó màu đen nha, màu đen nhưng mà một mẫu là viền uh, viền chỉ viền màu đỏ. À, rất là đẹp ha. Và một mẫu là màu đen nhưng mà chỉ viền màu vàng, phôi uh, cần là chất liệu uh, carbon toray 4 lớp sáng ít toàn thân, cây uh, cần màu đen, uh, sơn viền và chỉ màu đỏ và màu vàng. thì cái mẫu cần này nó có rất là nhiều cái độ dài cũng như cái độ cứng. nhưng hiện tại bên mình chỉ có bán cái size 21 và 24. cái mẫu này là cái size chiều dài 24 là dài nhất. À, mình bán cái size mà có thể chơi bạo lực, có thể chơi đa năng hơn câu lua, lâu lâu có thể đi câu ngâm, câu lăng xê Nhưng mà không có điều kiện kinh tế để mua thêm cần Thì các anh em có thể sử dụng cái con lua này nè đem em đi câu ngâm, câu lăng xê à, Các anh em có thể sử dụng tải mòi từ 70 gram trở lại Tải mòi tải trì 70 gram trở lại Thì các anh em đánh ngâm, lăng xê ok luôn ha Về cái uh, chiều tải, uh, lực tải À, dòng cá bắt từ 10 đến 20 kg đó là cái à, thông số và cái test thực tế của nhà phân phối cũng như là cái công ty à, lực tải và nó cực kỳ khỏe luôn à, đây là cái mẫu cần mà mình bán những cái size mà có thể chơi à, Hồ dịch vụ ha câu à, chép à, cá chim cá trê vân vâng, vâng. À, nói chung là câu cá có thể dùng à, lua, à, câu ngâm, câu lăng xê và câu cá có thổ, có hỗ kết hợp có thể hỗ trợ phao à, Các em chơi ok à, Cây cần của thương hiệu Megabara, hàng chính hãng ha, SHX Limited Đây là cái phần cán à, Cái à, phần cán là chất liệu uh, full carbon này à, Cây tay cầm là chất liệu EVA Bát máy là bát hãng của thương hiệu Megabara các anh em nhìn cái phần khóa bát này nó là chất liệu nhôm aluminum cắt CNC ha đi viền màu đỏ cùng với cái cái viền chỉ rất là đẹp à, các anh em nhìn cái phần cán này à, cán carbon nó không tròn như những cái dòng cần khác nó là cái kiểu hình oval ha nhìn nó dẹp dẹp mục đích là khi các anh em cầm bỏ nó bo vào cái cái cẳng tay này rất là êm, mục đích là nó không bị lắc chúng ta tài cá ha và cái phần cái chiều dài cán nó cũng vừa tầm với cái cẳng tay, à, dàn khoen của cái cần là khoen Fuji Orin chân ca, toàn bộ là cái khoen hai chân hết nha, cực kỳ cung cáp luôn, thì cần chính hãng của thương hiệu Megaboy ở trên cái mắt này nó có thông số của cái cần luôn ha, thông tin của cái size của cái cần và cũng như là thông tin của cái size luôn. À, đây là cái uh, lông đọt à, toàn bộ là cái khuyên uh, hai chân hết, cực kỳ cứng cáp luôn. Khuyên đầu bù trong sáng, đường kính đọt uh, size M uh, mh 24 và 21 là 9 mm, đường kính đọt uh, size M của cây 21 nó là 1.8mm Tải mồi đó thì từ 10 đến 30 gram Cho cái size MH 7 đến 21 g là cho size M Các bạn và các anh em xem Kỹ thông số từng size Các bạn và các, các, bạn và các anh em có thể xem Tại đây hoặc vào website aduocau.com Xem thêm thông tin chi tiết Cái khớp nói của cái cần Là cái kiểu khớp, khớp nói Cấm trong nha Cái cần uh, trở nên khớp uh, đẹp hơn và cái lực tải khỏe hơn. Cái cần này nó có cái đồ nảy phải nó là cực kỳ tốt so với tất cả những cái mẫu cần mà cùng phân khúc giá luôn nha các anh em. À, cái lực lực cái cái đồ nảy của cái cần đó, cực kỳ đanh luôn nha. Đồ cảm nhận cá cả tốt. À, với cái mẫu cần cùng phân khúc giá ha của những cái thương hiệu nổi tiếng như là Daiwa và Shimano. Thì không bao giờ có cửa đã theo kịp cái mẫu cần này Mình không nói những cái thương hiệu khác nha Thì hiện tại có những cái thương hiệu khác Cũng khá là nổi tiếng Có à, rất là nhiều cái mẫu cần phải cực kỳ chất lượng ở đây mình dám khẳng định luôn các anh em là Những cái mẫu cần Một thương hiệu nổi tiếng như là Daiwa hay Shimano thì không bao giờ có cửa theo kịp những cái mẫu cần này à, Cái mẫu cần này hiện nay bên bên Các cái hệ thống phân phối cũng như là công ty mẫu cần này tép rất là nhiều rồi. Và cũng có rất là nhiều người bán nha. Thì bên mình à, có bán size 2m1 và 2m4 à, có thể chơi à, các cái thể loại nó đa năng hơn. À, các bạn và các anh em có thể tìm hiểu thêm và có thể chọn mua những cái đại lý uy tín ha. Cảm ơn tất cả các bạn và các anh em. Hẹn gặp lại các bạn và các anh em trong những video tiếp theo.